Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Suy niệm. Hôm nay chúng ta kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. Phụng vụ giáo hội bắt đầu bước vào tháng Mân Côi. Suốt tháng này, lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ mang một đặc điểm riêng. Đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Mọi tín hữu được cùng với Đức Mẹ trên từng cây số cuộc đời Chúa Giêsu và theo phong cách của Đức Mẹ là lưu giữ và suy niệm trong lòng qua từng lời kinh chuỗi hạt Mân Côi. Tràng hạt Mân Côi là một hành trang và là phương tiện bỏ túi, đeo tay, đeo cổ, gọn, nhẹ. Lời kinh kỳ diệu này giúp thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội. Kinh Mân Côi không khác gì điện thoại di động hòa đời người vào mạng lưới sự sống thiêng liêng. Chúng ta sẽ thấy được hiệu lực, hiệu quả của chuỗi tràng hạt qua việc lần hạt thường ngày để cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria. Chuỗi Mân Côi trong tiếng Latin là Rosarium, nghĩa là vườn hoa hồng. Lần hạt Mân Côi, đoàn con cái hiếu thảo dâng biết bao hoa hồng lên Đức Mẹ bằng chuỗi Mân Côi. Giáo hội trở thành một vườn hồng mênh mông, hương thơm sắc đẹp tiến dâng Mẹ Hiền. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca trình thuật biến cố truyền tin. Thiên Chúa quyền năng cúi mình trước một thiếu nữ Nazareth để xin cô cộng tác vào công trình cứu độ. Mẹ Maria được sứ thần cho biết Thánh thần sẽ đến trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Như một cuộc sáng tạo mới, Gabriel loan báo một lễ hiện xuống cho riêng cá nhân Đức Mẹ. Chúa Thánh thần là tác nhân không thể thiếu
vào thời điểm bắt đầu mới mẻ quan trọng này, thời điểm của một cuộc tạo dựng mới, cũng như vào buổi đầu sáng thế, thần khí Chúa bay là lạ trên mặt nước. Bài đọc 1 trích từ sách Công vụ Tông đồ phản ánh một khoảnh khắc khác của một khởi đầu mới mẻ. Sự khởi đầu của giáo hội giây phút này lại liên quan đến Đức Maria, mẹ hiện diện với tông đồ đoàn và cộng đồng tín hữu giáo hội sơ khai. Là một tông đồ vĩ đại của sự cầu nguyện, mẹ Teresa thường lần hạt cả khi mẹ đi đây đi đó. Năm 1979, mẹ Teresa được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Mẹ Teresa đi Oslo, thủ đô Na Uy, lãnh giải thưởng mà trong tay nắm chặt tràng chuỗi mân côi. Người ta trông thấy những ngón tay mẹ thô kệch và xấu xí vì lao công vất vả và vì thường xuyên chăm sóc các trẻ em, những người bệnh tật, già yếu và nghèo nàn. Biết rõ thế nên không ai nỡ trách mẹ dám công khai bày tỏ lòng kính mến trinh nữ Maria trong một xứ sở toàn tòng là tín hữu Tin Lành Luder. Ta có một người mẹ trên đời, Đức Trinh Nữ Maria, là hướng dẫn chúng ta một niềm vui to lớn và là một nguồn quan trọng, niềm vui của ta trong Chúa Kitô. Hãy cầu xin người trước nhan Chúa. Hãy lần hạt mân côi để mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng dẫn bạn, che chở, gìn giữ bạn như người mẹ. Khởi xướng lời cầu nguyện trong gia đình bạn. Gia đình cầu nguyện với nhau là gia đình tồn tại với nhau. Lạy mẹ Maria, xin dạy chúng con biết yêu mến tràng chuỗi mân côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống, và xin mẹ khẩn cầu cho chúng con bên tòa Chúa. Amen. Lời kinh mân côi biến thành đoá hồng xinh tươi, kính dâng lên mẹ Chúa trời. Ave Maria. Từng lời kinh đơn sơ gói trọn tình con ngày thơ, hát vang bên yêu mẹ tuyệt. Đức Chúa Trời ở cùng mẹ liền, nghe lời mẹ nhủ khuyên, hãy siêng năng lần hạt mân côi, hãy thành tâm thống hối đến tạ trái tim mẹ yêu. Từng lời kinh mân côi biến thành đoá hồng xinh tươi, kính dâng lên mẹ Chúa Trời. Ave Maria. Từng lời kinh đơn sơ gói trọn tình con ngày thơ, hát vang bên yêu mẹ tuyệt vời. Ave Maria. Dâng lên mẹ cuộc đời hôm nay, biết bao buồn vui đổi thay, xin mẹ thương nhận lấy đóa lòng yêu mềm mỏng manh. Giữa cuộc đời nổi trôi, nấp bóng mẹ đời không đơn côi, nắng lần hạt sớm tối, cuộc đời sáng tươi đôi mắt. Thank you.
tương đời kinh mẫn côi, kết thành đóa hồng sự tươi, kính dâng lên mẹ Chúa trời. Ave Maria, tương đời kinh đơn sơ, gói tròn tuyệt con ngày thơ, hát vang bên yêu mẹ tuyệt vời. Ave Maria. Trăng vươn mình lên trong nắng, ánh dương vàng chiếu rọi điểm trăng, trong khung trời dịu êm lắng nghe lời mẹ dạy ngay bên. Hãy thành tâm yêu mến, tôn sùng trái tim mẹ liên. Hãy thành tâm yêu mến, tôn sùng trái tim.